có cái địa chỉ mà nó cũng không cho ở nhà biết. Vậy mà sao nó không chịu về thăm nhà chứ? Dạ thôi anh à, em không biết uống đâu anh. Anh định lúc nào tập trung vốn lại vậy? Anh bảo có thể. Em cần bao nhiêu? Em ghi thêm vào sổ tạm ứng cho anh đi. Lần sau em sẽ không gửi cho gia đình nữa. Chị em mình đã hại chết một người. Khi chỉ có hai đứa mình, Huy đừng có kêu em bằng chị nữa được không? Nếu mà anh thích Hương phục vụ thì lần sau em nói Hương đổi nha. Cái này anh gửi em. Còn cái này em đưa cho bạn em đi. Em nói thiệt, có rất là nhiều ông khách xin số điện thoại của em, nhưng mà em toàn kiếm cách từ chối thôi. Mà không hiểu sao anh xin cái là em cho liền à.